thường nha. Rồi tiếp tục. Đây. Bên này thì nó có hai cách cài. Một á là chúng ta cho nó chụp cái hình này, này để dây là chụp, hai là nghe tiếng. Nhưng mà nghe Hi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài camera Yoshi. À, đây là camera Yoshi 3 râu. Mẫu cũng cũ nhưng mà phần mềm rất là mới. Hôm nay nó xài con này xài full tiếng Việt luôn, cài rất là nhanh. Mấy clip trước mình đã có hướng dẫn cài camera Yoshi rồi, nhưng mà nó kết nối lâu hơn. Hôm nay mình sẽ cài cái nối bằng wifi luôn, cực kỳ nhanh luôn. Camera Yoshi là camera giá rẻ nhất trong các dòng camera, mà xài cũng ổn nha, chứ không phải là xài không ổn đâu. Xài cũng được, giá cả rẻ xài được. Nhưng mà hình như camera Yoshi nó có rất là nhiều loại. Cái này mình cũng ít khi bán này lắm. Mình chỉ nhập cái này để tặng cho khách thôi, chứ còn bán thì cũng ít. Cái này bên mình có chương trình lắp một bộ camera 4 mắt thì tặng con này cho người ta xài vui. Chứ thực chất khi mà nó xài với lại camera thường thì không bằng. Em quay gần gần ở đây để cho mọi người thấy nè. Đó, em quay quanh con này trước đi, ta đi lấy thầy nhớ. Rồi. Việc đầu tiên thì chúng ta cần đó là gắn thẻ nhớ. Đây. Thẻ nhớ cái đít camera đây đúng không? Thẻ nhớ ở đây. Thì mình cầm thế này, mình thấy rõ không? Đó, thì mình cầm như thế này, mình cứ nhét vô thôi. Đây. Mình ấn vô. Đó, mình nhấn như này. Đó, nó nghe cái tách một cái, mình nhấn vô phát nữa. Nó mới trôi ra là đúng. Xong rồi mình nhấn vô lại lần nữa. Ok, như vậy là thẻ nhớ ăn nha. Rồi bây giờ lấy nguồn của nó. Nguồn camera UC thì lúc nào cũng xài nguồn 5V nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử kết nối cho các bạn xem. Kết nối cực kỳ nhanh luôn và tiếng Việt hoàn toàn. Em quay sát lại cho mọi người nghe cho dễ. Cắm điện cho nó. Việc đầu tiên thì ta cắm nguồn và ta đợi cho nó khởi động. Đó. Đợi cho nó khởi động trong camera Yoshi 3 râu. Thật là ghê gớm. Đây nè, trong ba râu nó có ba cái đường anten ra nè, thấy không? Mọi người thấy không? Nó có ba cái dây anten đấu trong bên ra nè. Rồi, ok. Bây giờ ta chia sẻ mạng cài đặt wifi. Đó, các bạn nghe nói gì không? Chia sẻ mạng cài đặt. Đang chờ kết nối. Rồi, ok. Đang chờ kết nối. Bây giờ mình sẽ vào app Yoshi. À, để mình quay màn hình lại luôn cho các bạn xem ha. À, quay màn hình sao ta? Ok, bắt đầu. Đây, bấm đây. Vô, chúng ta sẽ vào app Yoshi. Rồi, thêm vô nha. Kết nối nhanh. À không, cái mã này thì mình hình như là nó có tính năng mới là quét mã QR để thêm này. Nhắn vô này. Rồi, chúng ta dỡ lên quét phía dưới camera. Quét đúng chiều nha. Ok, quét mã thành công rồi. À, mình nhập mật khẩu wifi và cái wifi của mình này, wifi nhà mình nha. Nhiều khi wifi khác là thì mình không nhớ bát, mình nên nhớ để ý cái chỗ wifi này. Mình xài cho camera cái nút wifi nào thì mình chọn wifi đó và chọn đúng bát nha. Không khoảng phải để ý khoảng trống và viết hoa hay viết thường nha. Rồi tiếp tục. Đây, bên này thì nó có hai cách cài. Một á là chúng ta cho nó chụp cái hình này, này để dây là chụp, hai là nghe tiếng. Nhưng mà nghe tiếng thì nhiều khi nó ồn quá, nó nghe không rõ. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Ủa, không lẽ gì nó quét được luôn hả? Nãy đang cầm gì nó quét được luôn hả? Dữ vậy? Đây, đó. Thiết bị đã tải lên. Ok. Trời, mình chưa kịp bấm gì luôn á, mà đã xong rồi. Các bạn thấy không? Nó cực kỳ nhạy, phần cứng nó cực kỳ nhanh luôn. Mình chưa kịp bấm, mình để cứ thôi là nó đã nhận mục tiêu rồi. Nhưng mà các bạn thì để như này nè nha. Bình thường các bạn cài để như này rồi xong. Chọn phòng khách, cái gì đó. Chọn cái tài cái tên, xác định. Rồi xong. Chị kiểm tra thiết bị chia sẻ với bạn không? Ok, nè, đó. Xong rồi đó. Các bạn thấy không? Rất là nhanh, nét nữa chứ. Ok, bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. À, các bạn cần mình hướng dẫn thêm cái gì thì hãy comment bên dưới để mình làm thêm cái hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở
video kế tiếp. Ghê sao nó nhanh dữ.